ngày 26 tháng 8, Trường Đại Ngoại thương Hà Nội tổ chức khai giảng lớp thạc sĩ luật kinh tế khóa 1 tại cơ sở Quảng Ninh. Về dự lễ khai giảng có ông Ngô Văn Hợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Uông Bí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường, trường Đại Ngoại thương Hà Nội. Theo nội dung chương trình đào tạo, 51 học viên tham gia lớp thạc sĩ luật kinh tế khóa 1 sẽ nghiên cứu 3 học phần chính, đó là kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sĩ, thực tập tốt nghiệp, ngoài phần kiến thức chung gồm tiếng anh tiếng anh pháp lý phương pháp và kỹ năng nghiên cứu luật học các học viên sẽ được tiếp cận các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn thuộc nhóm cơ sở cũng như nhóm chuyên ngành bên cạnh đó thiết kế chương trình cũng chú trọng đến định hướng thực hành kết hợp đào tạo tư duy pháp lý và tư duy kinh doanh trong xử lý tình huống thực tế chú trọng đào tạo kỹ năng đặc biệt là tiếng anh pháp lý cho học viên để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay chương trình sẽ được đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu của việt nam trong các lĩnh vực trực tiếp truyền đạt giảng dạy